dài đất quê tôi đẹp tươi, có đồng xanh bát ngát chân trời, có dòng sông đang phù sa bao đời, nghe câu hò dịu êm trong hương xuân, xuân quê tôi đang nảy nồng đắm trôi. Kinh Môn ơi, mảnh đất linh thiêng lịch sử bao đời, tiếng ngàn xưa còn vọng về An Phủ, trầm tích lung linh thung xanh đất mẹ anh hùng. À, ơi hò, về Kinh Môn nhớ về thăm đào, rộn ràng xi măng công trường tấp nập, về với Quang Trung thất hùng thái thịnh, những cánh đồng xanh mướt lúa ngô non, thắm tình quê thênh thang những con đường. Hò ơi hò, về Kinh Môn như con về với mẹ, về dòng sông quê uống nguồn nước ngọt, về với Lê Ninh hiên thành An Phủ, những công trình vươn tới tương lai, tiếng mẹ ru ru ta mãi muôn đời. Kinh Môn bạn ơi, dài đất quê tôi đẹp tươi, có đồng xanh bát ngát chân trời, có dòng sông nặng phù sa bao đời, nghe câu hò dịu êm trong hương xuân, xuân quê tôi đang nảy nồng đắm trôi. Môn ơi, mảnh đất linh thiêng lịch sử bao đời, tiếng ngàn xưa còn vọng về An Phủ, trầm tích lung linh thung xanh đất mẹ anh hùng. Hò ơi hò, về Kinh Môn nhớ về thăm đào, rộn ràng xi măng công trường tấp nập, về với Quang Trung thất hùng thái thịnh, những cánh đồng xanh mướt lúa ngô non, thắm tình quê thênh thang những con đường. Hò ơi hò, về Kinh Môn như con về với mẹ, về dòng sông quê uống nguồn nước ngọt, về với Lê Ninh hiên thành An Phủ, những công trình vươn tới tương lai, tiếng mẹ ru ru ta mãi muôn đời. Về quê tôi, nhớ về quê tôi, nhớ về thank you.
Lần này thì được là công dân thì trước hết là cái công sức của cán bộ đảng viên và nhân dân đã được ghi nhận và được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng cái danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, thì là một công dân, một người con của quê hương tôi rất phấn khởi. Mặc dù ở là thành phố Hồ Chí Minh nhưng chúng tôi cũng bay ra đây để về dự cái lễ này. Về con quê hương, là xa quê hương là hơn 60 năm tham gia trong lực lượng vũ trang. Hôm nay để dự cái lễ xã nhà được đảng nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đây là một cái cả một quá trình thuộc các thế hệ cha anh chúng tôi đã hy sinh, không tiếc sinh mình, không tiếc đời mình
để tập trung cho sự nghiệp giải phóng, giành lại độc lập, tự do và thống nhất nước nhà. Hôm nay tôi vinh dự lắm, cảm động lắm, bởi vì những cái mong mỏi này của các thế hệ cha anh chúng tôi đi trước, nhân dân, đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc cũng như toàn dân xã nhà mong đợi từ lâu, đến hôm nay đã được tổ chức đón nhận, được tỉnh, huyện, các cơ quan đoàn thể và tất cả nhân dân về động viên, cổ vũ cho xã nhà một điều gì. Khách quý, thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân, trong không khí tưng bừng phấn khởi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích cao nhất chào mừng 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, thực hiện quyết định số 624 QĐ-CTN ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thất Hùng. Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Kinh Môn, hôm nay Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thất Hùng long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đây là danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, đồng thời cũng khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp to lớn của nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thất Hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lòng tự hào, niềm tin, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của quê hương trong giai đoạn cách mạng mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tới dự buổi lễ, ban tổ chức trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu khách quý, đại biểu tỉnh. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hải Dương, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân huyện, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đại biểu các ban, ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo Công an huyện, các đồng chí phóng viên báo đài của tỉnh và huyện, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo chỉ huy lữ đoàn 45 quân khu 3 đơn vị kết nghĩa, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy Đông Triều, là người con quê hương, các đồng chí trong ban thường vụ của hai xã Thủy An và Hồng Phong thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là nơi lui sống và giúp đỡ cán bộ và con em Thất Hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, các cơ quan hữu quan có mối quan hệ với địa phương, đề nghị nhiệt liệt chúc mừng. Đại biểu các cơ quan, các xã thị trấn trong huyện, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hải Dương, thay mặt cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lên tặng hoa chúc mừng. Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,
thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện lên tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Trọng Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân xã lên đọc diễn văn truyền thống của địa phương. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, trưởng Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hải Dương. Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Trong niềm vui hân hoan, phấn khởi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tất Hùng long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đây là danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tất Hùng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là một những bản thiên hùng ca vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là thắng lợi oanh liệt hào hùng của cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định ý chí, sức mạnh quật cường, lòng tự hào dân tộc Việt Nam. Trong chiến thắng đó có một phần cống hiến máu xương, trí tuệ, công sức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tất Hùng. Trong thời khắc thiêng liêng xúc động này, toàn thể cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tất Hùng xin được kính cẩn, nghiêng mình, tưởng nhớ và tri ân trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh linh, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Xin được ghi nhớ và mãi mãi biết ơn những người con quê hương Tất Hùng đã cống hiến một phần xương máu, công sức của mình trong cuộc kháng chiến này. Chính nhờ sự đóng góp đó mà hôm nay Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang xã nhà vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Kính thưa các đồng chí, kính thưa buổi lễ, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tất Hùng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, bắt tay vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn thách thức, đưa kinh tế xã hội địa phương có nhiều bước tiến quan trọng, tăng trưởng phát triển kinh tế đạt cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2017 đạt 37,2 triệu đồng trên người trên năm. Năm 2015, xã Tất Hùng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt hôm nay, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tất Hùng vinh dự và tự hào được đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đây là phần thưởng cao quý thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tất Hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tất Hùng nguyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, chủ động, sáng tạo, xung kích tình nguyện, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng việc đẩy nhanh mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa buổi lễ, trước khi ngừng lời, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình là phần công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng vũ trang xã Tất Hùng
tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thanh Đàm, trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh Hải Dương lên điều hành phần công bố quyết định. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các quý vị đại biểu và nhân dân, thay mặt cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, tôi xin công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để thực hiện nghi thức đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. Xin mời đội cờ truyền thống lên vị trí đã quy định. Thay mặt nhân dân lực lượng vũ trang xã Thất Hùng lên lễ đài nghe công bố quyết định khen thưởng và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch nước số 624, Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018 quyết định về việc phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình 530 ngày 23 tháng 4 năm 2018 quyết định điều 1 tặng thưởng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, kính thưa các đồng chí đại biểu cho các cơ quan, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay có thể nói là một ngày hết sức đặc biệt, bởi vì cách đây đúng 73 năm thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Còn ngày hôm nay, trong không khí cả nước đang có rất nhiều các cái hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thất Hùng long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận sự cống hiến của các thế hệ cán bộ,
đảng viên và nhân dân xã Tất Hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin được gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các quý vị đại biểu và nhân dân trong xã. Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương và huyện Kinh Môn đã luôn đoàn kết, bền gan vững chí, sát cánh cùng với cả nước, kiên định và đường lối lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng nghìn người con quê hương Kinh Môn đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc. Kinh Môn chúng ta đã có 5 xã được công nhận là xã anh hùng lực lượng vũ trang. Huyện Kinh Môn cũng vinh dự, tự hào được công nhận là huyện anh hùng. Và ngày hôm nay, xã Tất Hùng tiếp tục vinh dự được nhận danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang, đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng trên mảnh đất quê hương, giàu truyền thống, văn hóa và cách mạng. Một lần nữa, xin được chia vui và chúc mừng với vinh dự danh hiệu xã anh hùng lực lượng vũ trang của Tất Hùng. Xin được kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với danh hiệu xã anh hùng. Xin trân trọng. Cảm ơn. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Tại buổi lễ long trọng này, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Văn Cường, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tất Hùng, thay mặt thế hệ trẻ phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hải Dương. Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kinh Môn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể buổi lễ. Hôm nay, hòa trong không khí phấn khởi thi đua sôi nổi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đảng bộ và nhân dân xã Tất Hùng long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được Chủ tịch nước phong tặng. Rất vinh dự cho tôi được thay mặt cho tuổi trẻ xã Tất Hùng phát biểu tại lễ đón nhận hôm nay. Lời đầu tiên xin kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể buổi lễ, tuổi trẻ chúng tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Tất Hùng. Khi đất nước đã hòa bình và từng ngày chuyển mình phát triển, được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được giáo dục, đào tạo và rèn luyện trong môi trường với đầy đủ những điều kiện tốt nhất, được tìm hiểu về những trang sử hào hùng của đất nước Việt Nam qua từng thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước, chúng tôi thêm hiểu hơn về lịch sử quê hương đất nước, dân tộc Việt Nam nói chung và lịch sử xã Tất Hùng anh hùng nói riêng. Với ý thức trách nhiệm và tinh thần của tuổi trẻ xã Tất Hùng, xin hứa quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng kiên cường bất khuất của cha anh, với sức trẻ của mình nguyện không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong, thi đua lao động sản xuất, đoàn kết quyết tâm vì sự vững mạnh của đảng bộ, vì sự phát triển của quê hương truyền thống cách mạng và anh hùng, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hình thành tư tưởng nhận thức đúng tình hình đất nước và trách nhiệm của thanh niên đối với tổ quốc và nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc và nhân dân cần, triển khai thực hiện có hiệu quả 3 phong trào phát huy thanh niên xây dựng bảo vệ tổ quốc, 3 chương trình hành động hỗ trợ thanh thiếu nhi, thực hiện tốt phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó quá thanh niên, bằng nhiệt huyết, nghị lực và ý chí vươn lên, tuổi trẻ xã Tất Hùng sẽ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng quê hương Tất Hùng giàu đẹp và văn minh, đặc biệt là góp phần giữ vững danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tất Hùng. Trong thời gian tới,
Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa để tuổi trẻ xa nhà hôm nay và mai sau phát huy truyền thống quê hương anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một lần nữa, thay mặt tuổi trẻ toàn xã, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Văn Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Hùng. Tiếp theo chương trình của buổi lễ, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Tuy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã lên phát biểu. Phát động thi đua. Kính thưa đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hải Dương. Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kinh Môn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong không khí vui mừng phấn khởi của cả nước kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hôm nay, Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Hùng long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Xin trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện, xét duyệt để xã Tân Hùng đạt được danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và hôm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo huyện Kinh Môn và các vị đại biểu khách quý đã về dự chỉ đạo động viên chúc mừng buổi lễ được trang nghiêm trọng thể. Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, các ban ngành đoàn thể huyện, các đại biểu, các xã bạn, các công ty doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt đã về tặng hoa và quà động viên chung vui với Đảng bộ và nhân dân xã nhà góp phần thành công buổi lễ. Xin cảm ơn phóng viên, biên tập viên báo đài đã về dự và đưa tin góp phần thành công buổi lễ. Xin trân trọng cảm ơn các bác, các anh, các chị trong Hội đồng Hương Thất Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và các tỉnh thành phố khác trên cả nước cùng toàn thể các đồng chí trong lực lượng vũ trang, những người con xa quê đã thường xuyên quan tâm hướng về quê hương thân yêu. Hôm nay đã về dự có quà và những bó hoa tươi thắm chúc mừng buổi lễ cùng chung vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Xin cảm ơn các đại biểu do bận công việc không về dự được đã chuyển lời chào mừng quà và hoa đến chúc mừng buổi lễ. Thay mặt Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban tổ chức buổi lễ xin ghi nhận biểu dương sự quan tâm của các đồng chí cán bộ các thời kỳ, các tổ chức đoàn thể xã hội, các đồng chí cán bộ đảng viên cùng toàn thể nhân dân cùng đồng hành với ban tổ chức trong những ngày vừa qua và là nhân tố quyết định sự thành công của buổi lễ trọng thể này. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các đồng chí trong lực lượng vũ trang, những người con xa quê đang lao động, công tác, học tập trên mọi miền Tổ quốc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố kết thúc buổi lễ tại đây. Xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang Thất Hùng rất vinh dự, tự hào được đón nhận cái phần thưởng cao quý nhất của Đảng, chính Đảng đã của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước là phong tặng xã Thất Hùng xã anh hùng lực lượng vũ trang dân. Thế và đối với bản thân tôi cũng là người con quê hương và trực tiếp lãnh đạo cũng đã chỉ đạo
công tác chính quyền địa phương, rất là vinh dự, tự hào và được đón nhận cái danh hiệu cao quý của Đảng và nước ngày hôm nay. Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành địa phương quyết tâm giữ vững danh hiệu anh hùng xây dựng quê hương Thất Hùng, phát triển kinh tế xã hội toàn diện trên mọi mặt, phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng vững mạnh, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong sạch vững mạnh, xứng danh với danh hiệu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân và xã Thất Hùng anh hùng trong thời gian tới. Xanh đất mẹ anh hùng. Rộn ràng xi măng công trường tấp nập về với quang trung Thất Hùng thái thịnh, những cánh đồng xanh mướt lúa ngô non thắm tình quê, thỉnh thoảng những con đường hò ơi hò. Về dòng sông quê uống nguồn nước ngọt, về với Lê Ninh Hiên Thành An Phú, những công trình vươn tới tương lai tiến mạnh.